Xin kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là chương trình thời sự 15 giờ thứ tư ngày 3 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 2 tháng 4, Thành ủy Lào Cai và báo Lào Cai ký kết chương trình hợp tác truyền thông giai đoạn 2024-2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Lễ ký kết hợp tác nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Thành ủy Lào Cai và báo Lào Cai trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền về thành tựu kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, quốc phòng, an ninh, gương các tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn, đồng thời quảng bá hình ảnh mảnh đất con người thành phố đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất hợp tác cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, nội dung tuyên truyền giai đoạn 2024-2025, tập trung vào thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển thành phố Lào Cai. Đặc biệt là tuyên truyền năm tăng tốc về đích các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố, các chương trình đề án về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng đô thị, du lịch. Thông qua đó, giúp bạn đọc đón nhận những thông tin chính thống tích cực, tạo sự đồng thuận trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xây dựng thành phố Lào Cai văn minh, giàu mạnh. Đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 4.500 lao động nông thôn, đây là mục tiêu được Lào Cai đặt ra tại kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2024. Trong năm, tổ chức 131 lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và đào tạo nghề dưới 3 tháng cho khoảng 4.450 lao động nông thôn trên toàn tỉnh. Việc đào tạo tập trung vào các nhóm ngành chủ lực như nghề trồng trọt, chăn nuôi, thú y, thủy sản, lâm nghiệp và đào tạo nghề cho lao động làm việc tại các tổ chức kinh tế sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh, nhóm sản xuất sản phẩm OCOP. Phấn đấu sau đào tạo có từ 80% số người học có việc làm. Đồng thời điều tra khảo sát, bổ sung nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để làm cơ sở đề xuất danh mục nghề, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp. Nhằm đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ xuân năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Quản lý Tài nguyên nước tăng cường kiểm tra, giám sát việc xả nước phục vụ sản xuất và duy trì dòng chảy tối thiểu của các nhà máy thủy điện trong khu vực. Đến thời điểm này, vụ xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh không ghi nhận tình trạng khô hạn. Các nhà máy thủy điện tuân thủ việc duy trì dòng chảy tối thiểu, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho vùng hạ du và các kênh mương thủy lợi, đủ nước tưới tiêu cho các cánh đồng. Năm 2023, thông qua hoạt động giám sát, đã có 3 đơn vị bị xử lý hành chính do vi phạm lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó có một thủy điện khai thác vượt quá công suất được cấp phép. 3 tháng đầu năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 văn bản yêu cầu các nhà máy thủy điện sử dụng nước mặt phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về thông số vận hành và báo cáo tình hình khai thác sử dụng nước. Xã Dền Thàng, huyện Bát Sát là một trong 10 xã nghèo nhất tỉnh với tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Để kéo giảm hộ nghèo, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, gắn với tập quán canh tác của bà con. Trong đó, một số cây con thế mạnh được lựa chọn đưa vào sản xuất, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Là một trong những hộ dân có thu nhập khá từ cây đào giềng, vụ sản xuất năm nay gia đình ông Giàng A Vư cũng như gần 100 hộ dân ở thôn Dền Thàng 2 đang tập trung canh tác khoảng 51 hectare. Bây giờ ở đây nhà nào cũng trồng đào giềng. Năm ngoái mình trồng 30 kg giống, thu được 3 xe tải, được gần 70 triệu đồng. Nếu trồng ngô thì không bằng cây này đâu. Ngoài cây đào giềng, một trong những cây trồng chủ lực đang được Dền Thàng nhân rộng thay thế cho cây ngô kém hiệu quả, thì địa phương cũng chọn ngựa và lợn đen bản địa là hai vật nuôi chủ lực. Để khuyến khích các mô hình sản xuất chăn nuôi, địa phương tích cực hỗ trợ bà con tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện xã có tổng đàn ngựa 270 con và đàn lợn đen bản địa trên 2.300 con. Thì trước thì vay được 100 triệu để mua được 4 con. Thì trong vòng 4 con ấy mình nuôi được 2 năm thì được 9 con. Nuôi ngựa thì từ trước đến nay là mình đã làm được cái nhà, có cả ngựa để làm nhà với có cả người để nuôi nữa. Cho nên là rất là biết ơn với xã. Tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, năm 2023 với 75 hecta đào giềng, bà con nông dân Dền Thàng đã thu 1.875 tấn củ, giá trị đạt trên 3,7 tỷ đồng. Cùng với đó là phát triển cây chè và trồng rừng sản xuất. Về chăn nuôi đàn gia súc với trên 4.500 con đã mang lại nguồn thu nhập khá cho bà con.
từ đó giúp cho địa phương giảm được 65 hộ nghèo, tương đương với 9,76% trong năm qua. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục vận dụng các nguồn vốn thì chúng tôi tiếp tục để kêu gọi các hộ gia đình, hộ khó khăn, cũng như hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục về vận dụng các nguồn vốn cũng như là chương trình của tỉnh ủy, của huyện ủy, chúng tôi giảm nghèo cho bà con. Mặc dù đã có chuyển biến, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo của Dền Thàng vẫn còn cao, chiếm tới 55,1%. Do vậy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, gắn với sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước, nhất là từ các chương trình mục tiêu quốc gia là rất quan trọng, giúp vùng cao Dền Thàng đẩy nhanh hơn tốc độ giảm nghèo trong những năm tới. Nhiều hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 sẽ được huyện Bảo Yên tổ chức. Với chủ đề Sắc vàng bên dòng Nậm Luông, dịp này địa phương tổ chức các hoạt động nổi bật như cuộc thi homestay đẹp, phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc huyện Bảo Yên năm 2024, trưng bày ảnh đất và người Bảo Yên, tranh mỹ thuật Nghĩa Đô xanh trong tranh, không gian văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, các trò chơi dân gian, khám phá thác. Thông qua các hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu đến du khách các giá trị văn hóa truyền thống, cảnh sắc thiên nhiên Bảo Yên, kích cầu du lịch nội địa. Năm 2024, Bảo Yên đặt mục tiêu đón 1,6 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch 1.120 tỷ đồng. Thời gian qua, ngành y tế Lào Cai đã tích cực chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Quá trình triển khai đã mang lại những kết quả thiết thực. Sau gần một năm triển khai dự án làm mẹ an toàn tại 4 thôn của xã Nậm Tha, huyện Văn Bàn, đã góp phần thay đổi nhận thức của các gia đình với việc chăm sóc dinh dưỡng bữa ăn cho con trẻ. Tỷ lệ trẻ từ khi sinh ra đến dưới 5 tuổi được ăn từ 4 nhóm thực phẩm trở lên trong bữa ăn hàng ngày đã tăng lên 17,2%. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể gầy còm giảm 3%, thể thấp còi giảm 0,9%. Em cũng được các cô hướng dẫn trong bữa cơm để cho thêm rau, thịt để các con thêm dinh dưỡng và để con mau lớn. Mình hướng dẫn người dân cũng nắm được và cách nấu bột cho con của mình và bây giờ cải thiện rất là nhiều. Cùng với đó, 51 mô hình cải thiện thực hành chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng đang được triển khai có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh. Các mô hình này tập trung chủ yếu vào hướng dẫn người dân chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ. Qua đó đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ trên 19,6% năm 2015 xuống còn 14,3% năm 2023. Mô hình dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời có ý nghĩa rất quan trọng, cung cấp kiến thức cho bà mẹ mang thai, bà mẹ nuôi con nhỏ và những người nuôi trẻ nhằm thay đổi tư duy, nhận thức và những hành vi nuôi dưỡng trẻ dựa vào những thực phẩm sẵn có tại hộ gia đình. Trong chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 26,7% và suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn dưới 13%. Để đạt được mục tiêu đề ra, còn rất nhiều việc phải làm, nhưng những mô hình dinh dưỡng dựa vào cộng đồng đang được triển khai hiệu quả tại các thôn bản vùng cao Lào Cai sẽ là điểm tựa vững chắc để Lào Cai sớm hiện thực hóa mục tiêu này. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Tại triển lãm, ban tổ chức đã trưng bày 70 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là một trong những hoạt động quy mô có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và màu sắc nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa tầm vóc giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết tháng 4. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã lập chốt trên đèo Pren trước khu du lịch thác Đa Tan La và chân đèo để đốn hạ 15 cây thông bên bờ ta luy đoạn cách thác khoảng 500 mét có nguy cơ ngã đổ sau hai trận mưa lớn trong những ngày trước.
Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, sau khi có ý kiến của đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá về địa hình, địa chất khu vực, đặc biệt là tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngã đổ cây thông, đơn vị sẽ có phương án đề xuất tỉnh và các ngành có biện pháp để xử lý cơ bản nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đèo Cổ Ren, nhất là trong thời điểm Đà Lạt chuẩn bị bước vào mùa mưa. Là mặt hàng có thế mạnh trong nhóm hàng rau quả xuất khẩu, chuối Việt Nam đang được nhiều thị trường ưa chuộng. Tại tỉnh Phú Thọ, bên cạnh việc mở rộng diện tích, công tác xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chuối cũng đang được địa phương này chú trọng, giúp sản phẩm vươn tới các thị trường lớn trên thế giới. Toàn tỉnh đã xây dựng được 33 vùng sản xuất chuối tập trung với diện tích hơn 1.000 hectare, cấp và quản lý 33 mã số vùng trồng với diện tích gần 600 hectare, phục vụ xuất khẩu đi thị trường EU, Trung Quốc. Người trồng chuối Phú Thọ cũng tuân thủ theo đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói sản phẩm và được cấp mã số vùng trồng, giúp nâng cao chất lượng của sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của đối tác. Lễ hội áo dài lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam cùng nhiều hoạt động bên lề diễn ra xuyên suốt tháng 3 vừa qua đã góp phần giúp thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 2,9 triệu lượt khách nội địa và 480.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch trong tháng 3 của địa phương này đạt gần 16.000 tỷ đồng. Ban tổ chức cho biết có hơn 81.000 lượt khách tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội áo dài, 6 triệu lượt xem và tiếp cận lễ hội. Còn các sự kiện bên lề thu hút gần 5 triệu lượt người tiếp cận. Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động tương tác giữa người dân và chiếc áo dài truyền thống. Năm nay, số lượng người tham gia chương trình đồng diễn với áo dài tăng lên với sự tham gia của hơn 5.000 người. Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành điện đàm thảo luận những vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại cấp cao để ổn định quan hệ song phương. Các nguồn tin chính phủ hai bên cho biết, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Ngoại trưởng sẽ lần lượt tới Bắc Kinh trong những ngày tới để thúc đẩy quan hệ song phương, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng sẽ điện đàm trong thời gian sớm nhất. Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tới ba nguyên tắc định hướng quan hệ song phương trong năm 2024, gồm hòa bình, ổn định và tính tin cậy lẫn nhau. Tổng thống Nga mới đây đã chỉ thị các bộ ban ngành nước này cần thực hiện các chính sách và biện pháp để đảm bảo đưa Nga nằm trong nhóm 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, xét về tổng sản phẩm quốc nội theo sức mua tương đương. Trong nội dung chỉ thị, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ cần nâng tổng giá trị gia tăng trong ngành chế tạo và sản xuất lên thêm ít nhất 40% vào năm 2030 so với mức của năm 2022. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng yêu cầu giảm tỷ trọng của ngành nhập khẩu trong cơ cấu GDP xuống mức 17% và đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng không thuộc ngành tài nguyên và năng lượng lên tối thiểu khoảng 66%. Theo kế hoạch, vào ngày 31 tháng 3 năm 2025, chính phủ Nga sẽ báo cáo Tổng thống Putin về tiến độ thực hiện chủ trương nói trên, sau đó làm báo cáo hàng năm trình lên Tổng thống. Chính phủ mới thành lập ở Palestine, đứng đầu là Thủ tướng Mohammad Mustafa, đã tiến hành cuộc họp nội các đầu tiên tại văn phòng Thủ tướng ở thành phố Ramallah, thuộc khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Tại cuộc họp, Thủ tướng Mustafa cho biết những ưu tiên hiện tại của chính phủ mới ở Palestine gồm giảm bớt nỗi khổ đau của người dân giải Gaza, đạt được sự ổn định tài chính, thực hiện chương trình cải cách và phát triển hiệu quả hoạt động của các thể chế. Thủ tướng Mustafa cho biết thêm, chính phủ Palestine đang nỗ lực kêu gọi cộng đồng quốc tế cho phép đưa hàng cứu trợ nhân đạo ngay lập tức tới Gaza, đạt được lệnh ngừng bắn và bắt đầu tái thiết. Chính phủ mới bao gồm 23 bộ trưởng, trong đó có ít nhất 6 bộ trưởng từ giải Gaza. Thủ tướng Mustafa cũng kiêm chức ngoại trưởng. Là người đứng đầu quỹ đầu tư Palestine và là cố vấn kinh tế lâu năm cho Tổng thống Mahmoud Abbas. Bộ Lao động Hàn Quốc đã công bố chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài. Seoul cũng thông báo thời điểm tiếp nhận đơn đăng ký xin cấp phép tuyển dụng lao động lần 2 năm 2024 đối với lao động nước ngoài theo chế độ cấp phép tuyển dụng cho visa lao động phổ thông E9. Trong đợt đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài sắp tới, chính phủ Hàn Quốc phân bổ chỉ tiêu cho các ngành nghề cụ thể, gồm gần 26.000 vị trí cho ngành chế tạo, gần 5.000 vị trí cho ngành nông nghiệp, gần 4.500 vị trí cho ngành dịch vụ. Chỉ tiêu cho các ngành ngư nghiệp, xây dựng và đóng tàu dao động từ 1.800 đến 2.800.
Thời gian cho các doanh nghiệp đăng ký xin cấp phép tuyển dụng là từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Cơ quan Quản lý Tuyển dụng Lao động các địa phương trên toàn Hàn Quốc. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.